Xin kính chào quý vị và các bạn. Nắng ráo đã trở lại với thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Sau chuỗi ngày mưa lạnh, một tuần mới đã bắt đầu với ánh nắng nhẹ hửng lên ngay từ sáng sớm. Các hoạt động dân sinh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Hy vọng là một buổi sáng thứ hai khoan khoái, dễ chịu với chút gió se lạnh đầu đông sẽ giúp quý vị có một tinh thần thật thoải mái để bắt đầu một tuần làm việc mới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có được điều này là do không khí lạnh đã suy yếu, miền Bắc giảm mây, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống sưởi ấm mặt đất. Đồng thời thì nhiễu động trong đới gió đông cũng suy yếu, mưa ẩm giảm đi, làm trời khô ráo hơn, với độ ẩm trung bình vào khoảng 60-70%. Trưa nay thì cùng với đà nắng lên thì nhiệt độ toàn miền cũng tăng lên khoảng từ 1-2 độ so với ngày hôm qua và phổ biến trong khoảng 26-29 độ. Trời ấm áp, dễ chịu, rất thuận lợi cho hoạt động ngoài trời, đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị cho diễn tập thực binh, ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo cấp khu vực ASEAN, ADEC 13 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Diễn tập thực binh ADEC 13 là cuộc diễn tập quan trọng cấp khu vực lần đầu được tổ chức ở Việt Nam, là dịp để các nước cùng nhau chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc ứng phó với thảm họa, vượt qua khả năng kiểm soát của mỗi quốc gia, cần sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Thời tiết nắng ráo sẽ ủng hộ công tác chuẩn bị thật chu đáo cho sự kiện quan trọng này. Tuy nhiên, cũng chính vì trời giảm mây nên là hiện tượng bức xạ nhiệt từ mặt đất sẽ xuất hiện. Vì thế mà nhiệt độ đêm nay ở khu vực Bắc Bộ chưa tăng rõ rệt, trời vẫn còn lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 16-18 độ. Thưa quý vị và các bạn, đến với khu vực miền Trung thì nhiễu động trong đới gió đông chính là nguyên nhân gây ra mưa cho khu vực này suốt những ngày qua. Tuy nhiên thì sang đến ngày hôm nay, khi mà không khí lạnh suy yếu thì nhiễu động trong đới gió đông cũng giảm hẳn, mưa tại khu vực Trung Bộ sẽ giảm theo. Vùng mưa tập trung chính ở khu vực Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình cho đến khu vực Quảng Ngãi, và tại khu vực này thì vẫn có thể sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ tại một vài nơi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trưa nay trời sẽ xuất hiện nắng nhẹ với nền nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc sẽ từ 26-29 độ, còn ở phần phía Nam là từ 29-32 độ. Như vậy là bà con miền Trung sẽ có thời tiết nắng ráo ban ngày để tranh thủ khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Các hoạt động cứu trợ mảnh đất miền Trung đau thương cũng có thể diễn ra thật sự là thuận lợi. Ở phía Nam thì các tỉnh khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho đến khu vực Bình Thuận ít mưa hơn, ngày có nắng vừa phải và mưa dông xuất hiện không nhiều. Gió ven biển và ngoài khơi thổi với cường độ trung bình chỉ khoảng cấp 4, cấp 5 nên các tàu thuyền cỡ vừa và lớn của ngư dân vẫn có thể lưu thông thuận lợi trong những ngày tới. Thưa quý vị, Tây Nguyên hiện đang nằm trong khối khí ổn định nên thời tiết tại đây ít thay đổi, mưa rào và dông chỉ diễn ra ở diện vài nơi, nhiệt độ không thay đổi nhiều, thấp nhất từ 20-23 độ và cao nhất là từ 27-30 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nằm ở rìa phía Nam của lưới áp cao lục địa kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 5-7 độ vĩ Bắc vẫn còn tồn tại. Do vậy, tại đây trời vẫn còn có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều về chiều, thời điểm mà chiều cường đang lên cao. Do đó, tại một số thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố Cần Thơ thì có khả năng sẽ xảy ra ngập úng cục bộ trong khoảng thời gian về chiều tối. Khuyến cáo người dân cần có các biện pháp phòng chống ngập lụt. Nhiệt độ tại Nam Bộ trưa nay sẽ cao nhất trong khoảng 30-33 độ, trời có nắng nên các hoạt động lưu thông, sinh hoạt và sản xuất có thể diễn ra thuận lợi trước 16 giờ chiều. Trên biển, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, trời ít mưa, tạnh ráo với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, nhưng mà gió Đông Bắc mạnh cấp 5, về đêm có lúc đạt cấp 6, với sóng biển cao từ 1-2 m, có lúc cao trên 2 m. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, nhiệt độ từ 25-30 độ. Còn tại khu vực giữa Biển Đông và phần phía Bắc khu vực phía Nam của Biển Đông thì ít mưa, với gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Phần phía Nam khu vực thì có mưa rào và dông rải rác, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần lưu ý là trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió rất mạnh. Vâng, như vậy là ngày hôm nay thì thời tiết nắng ráo sẽ bao trùm khắp miền Bắc kéo dài cho đến Bắc Trung Bộ. Chỉ còn có một số tỉnh khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ là vẫn còn có mưa rải rác nhưng mà lượng thì giảm dần. Bản tin thời tiết sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.